Tổng thống Mỹ mới đắc cử, ông Donald Trump đã chỉ định bà Susie White làm chánh văn phòng Nhà Trắng. Đây là vị trí nhân sự đầu tiên trong chính quyền sắp tới của ông Trump. Bà Susie White, 67 tuổi, là một trong những cố vấn kỳ cựu nhất của ông Trump. Bà cùng ông Chris LaCivita, đồng quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, được mô tả là bộ não đằng sau chiến thắng của Tổng thống đắc cử. Bà White và ông LaCivita đều hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Trong thông báo ngày hôm qua, Tổng thống đắc cử Donald Trump khẳng định bà Susie White đã giúp ông đạt được một trong những thắng lợi chính trị lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ và là một phần trong các chiến dịch tranh cử thành công của ông những năm 2016 và 2020. Ông Trump nhấn mạnh bà Susie White sẽ là nữ chánh văn phòng Nhà Trắng đầu tiên trong lịch sử và bà sẽ khiến nước Mỹ tự hào. Chánh văn phòng thường là chức vụ đầu tiên được ông Trump chỉ định và có nhiệm vụ rà soát mọi chính sách và các hoạt động thường nhật của Nhà Trắng. Chức vụ chánh văn phòng Nhà Trắng không cần Thượng viện thông qua. Trong nhiệm kỳ trước, ông Trump từng bổ nhiệm 4 chánh văn phòng Nhà Trắng.